Bữa nay nó là sinh nhật lần thứ 14 của thằng cháu nội. Ngày sinh nhật 14 cũng là bắt đầu lớn rồi. Đó, cháu nội thấy lớn là mình thấy không biết mình có già không nữa. Cái bên chỗ cũ. Hôm nay cả nhà sẽ được thưởng thức một cái món rất là đặc biệt của cô Nga. Đó là món bún hộ ấy. O Nga, bún bò Huế O Nga. Này lạnh từ sáng hả cô Nga? Qua lần hả? Dữ qua tới giờ mới xong đó nha. Trời ơi, có nghĩa là nồi này mà muốn ăn là phải làm chút một ngày đúng không? Đặc biệt dữ vậy đó hả? Trước, ủ rồi, cái đường, cái này. Con là xét mít nữa hả? Ủa cái cherry này cô Nga mua ở đâu cô Nga? Tới mùa chưa ta? Tới mùa cherry chưa? Ồ. Mới đẻ mà nằm. Đi đâu ông nội cũng bồng con mà con thương ông nội đó, hồi nhỏ á. Ông nội lúc đó ông nội bồng con mới nói gì ông nội hỏi con gì không? Dạ ông nội cứ là giơ tay rồi bồng, dạ ông nội giơ tay rồi bồng, mà hãy nói tới đặt điểm hơn cái đứa nhảy 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 từ xa thấy ông nội là từ xa là giơ cái tay gì từ xa thấy ông nội là giơ tay, không biết nói là giơ tay rồi bồng, mà hãy muốn ngủ là ông nội bồng con buộc trên cái vai ông nội này. À, nay là lớn quá rồi ha, 14 hả? Lúc 14 tuổi tin hả? Hết bệnh đi là hết bệnh hả? Hết bệnh hả? Không, tự nhiên ông nội lại hỏi con tắt, con có muốn hết bệnh rồi làm nhỏ hết rồi. Chúng bò Huệ con nha. Ủa có cherry rồi hả con? Mới vô đầu vườn rồi. Ờ. Để ớt ra. Ớt. Ai cũng thích ăn đổi thừa của mình tôi nha. Ôi cái món này hấp xỉ nè nha. Thêm món gỏi của bà Nga nữa nè. Gỏi này gỏi gì vậy con Nga? Gỏi này chú Lộc dạy đó. Ủa vậy hả? Ừ. Phải không? Sao mình không nhớ ta? Đây cũng có hai người thợ nhìn. Nhìn thật khó. Chút xíu cũng phải thợ ăn. Hôm nay sinh nhật của Bảo, trời gió quá à. Bảo. Trời mưa. Với con mắt trời mưa. Ủa vậy hả? Cái miếng này nè quý vị, à, cái miếng này là nó giúp cho mình mở cái này dễ hơn. Chưa cần nó cũng mở được. Cho con hình hồi nhỏ ông nội cũng không sao. Lên nhà ông nội của ông con biết vậy. Đây là quang cảnh của trước buổi tiệc, à, tất cả mọi người, ba bà bếp trong bếp nè, trong bếp có ba bà. Nè, trên lên hồi nhỏ là ô Bảo này Bảo mắc cỡ quá. Để cho để lấy máy này cho Bảo nè. Đó, Bảo có được tập thống Donald Trump tặng bằng khen nữa.
cảnh cũ ha. Wow. Gỏi này ở trong này nó có củ hành nè, tôm thịt và đặc biệt á nó có cà pháo, ăn rất là ngon, rất là giòn. Thôi thở cắt nè, đẹp như vậy, cắt đẹp quá vậy, khéo tay quá nè. Rồi đi ôm hung lên anh Bảo một cái. Đứng dậy. Ừ. Rồi Bảo nói gì với em? Rồi. Anh rất là thương. Nay cũng đang mua được có cái màu đó rồi. Nếu mà bên chị muốn đổi màu ghé thì thương đổi. Đang mua rất là khó chứ. Có nào mua cái đó. I think I hope you like it. Yeah. Đó là phải mở ra liền. Trời ơi, màu này màu đen là Bảo thích nữa. Nó cười kìa. Quái rồi, quá là kìa. Chị like it? Ờ, mẹ quái á. Thank you hả? Oh. Đâu mở ra đây, chú Lộc coi coi. Mở mở áo ra cho bà coi. Bảo mặt luôn á. Wow, đứng lên coi coi. Wow, handsome. Trai quá. Quá ta ơi. Ngó lên coi, đẹp trai không? Trời ơi, Ben. Nói rồi, giỏi. Con muốn đổi màu không Đại Bảo? Con muốn change the color? Con thích màu này. I have the pink color for you. Ông ngoại thấy không? The pink one. Đổi màu này được không con? Đổi cái màu pink của ngoại xuống gấp hội được không? Này không biết ai là ai là chị hay là em nha. Mua biết là hồi đó làm bằng ai mới được mặt. Phải không chà cũng mừng quá à. Mặt vẫn còn vừa mừng quá à. Nè đây hoa này của Nga Lương tặng cho mẹ mới đi đê đó. Hết hoa rồi. Đi làm con tôi cha. Đó hoa hồng bên trong nè. Đẹp quá vậy. Đó nè con. Hả? Đẹp quá hả? Dạ. Đó con coi nó to ghê không? Đó. Mà nó nở cả từng lễ luôn á. Nhưng mà con thấy không rõ cái cành nó chịu không nổi cái hoa nó lớn như vậy. Rồi nay nè. Nay nè, thấy là cây này bắt đầu nó ra bông nè. Cái này cây gì vậy mà? À, cây nhất chi mai nè con. Dạ. Bắt đầu nó ra bông nè, thấy đẹp lắm. Dạ. Nó quá trời, nó đứng không nổi đó. Đó, đầy hết trơn. Cái hoa hết ra. Nhìn giống như cái màu nhung đó, nó bò khắp vườn hết cũng thấy đẹp. Yeah. À, rồi mới thay cái mình đỏ đó đẹp quá ha. Yeah. Đó. Hoa lan màu trắng màu đời trước đẹp quá. Mẹ cũng thích cái màu này, nó nhiều màu nhưng mà mẹ thích cái màu này. Màu này nó nhẹ nhàng lắm. Yeah. Còn cái này là thiếu mới màu đỏ thôi mà. Đỏ hoa này là hoa Quỳnh Anh. Ở Việt Nam nó có màu vàng mà ở bên đây nó có màu hồng, màu đỏ. Gió lạnh quá, thôi vô trong để hồi cái bệnh cảm bệnh á. Trời gió quá. Gió quá mà tập cả. Mà có lạnh. Thì sáng ba có đi tập không ba? Đi chứ. Ngày nào sáng nào ba cũng đi. Nhưng mà sáng này ngủ dậy trễ phải không? Dạ, cũng không trễ. Tập tới 9:30 mới xong ha. Đó là con nay đi được nhiêu vậy? Tổng số bước này của ba bữa nay là 16.199 bước. Ba đi được 7:95. Wow. Ồ, 7 dặm nhiều lắm à. 7:95. 7:95 là nhiều lắm. Sao cho cái bụng nó ốm lại là cho 8 dặm đi mà một cây số 6. Một dặm cây số 6. Nó 8 dặm. Khoảng quá. Khoảng mười mấy cây số á. Đúng rồi. Mười mấy cây của mình. Để cho mình có sức khỏe. Sức khỏe là trên hết. Từ khi mà mình chi. Trời ơi, còn là giải này hiểu gì kia. Lacoste. Lacoste của mẹ không á. Giải Lacoste không á. Chị có thể đọc nè. Trời ơi, sướng quá ta ơi. Cảm ơn nhiều rồi con. Lên cho nó tình kiến thì nó quay
Trời ơi, mình vui gì vậy? Sao mà má sáng dữ vậy? Với lại hai cái kia nha, hai cái là có nhỏ của bà. Ồ, coi coi, cái nào của Minh đâu? Trời ơi, Gucci. Cũng có cái vậy đó, Linh cũng có cái. Gucci với ra có sụt hông. Gucci này là Gucci thiệt nha con nghe. Lấy từ cái nó khăn bỏ, nha. Nó uống vậy đó. Lấy từ cái khăn đó nha con nghe. Chứ đâu có bỏ, cắt ra để xài, chỉ có người cái xài. Sang quá. Vậy là nó đâu có cho chúng ta là coi cái Gucci nào đâu phải không? Ủa, mẹ là phải Hermes. Có nhớ là có nhiều thang sơn bé. Hermes. Nhớ bây giờ Hermes không có để làm khẩu trang được, làm mát được. Nhớ này. Mẹ này có mình chờ mà thằng Gucci có. Cứ ngon. Nó chua. Wow, trời ơi, tả đi không? Nè thịt giờ bò nè cô nghe. Bắp bò. Đó, cho quý vị coi nha, đó. Sao có một cái tô nè, chút xíu thịt vậy em? Cô mà em không ăn thịt bò. Không ăn thịt bò. Cái nồi nước lèo đã hay không? Gần như bảo. Này gì em? Lasagna. Wow, lasagna hả? Quá sướng nha. Cô tuổi nhỏ đúng không? Cho birthday boy. Này birthday boy phải ăn hết cái bánh này nha. Bắt chẩn quá ha. Rồi xin mời đi. Rồi bút ra nó mới thấy hấp dẫn nè. Đó gói đó của Benjamin đó, không có biết. Rồi cho cái tay bôi trước đi. Cái này của ông nội nè, cái này bà nội nè. Ngồi bít đây bôi ngồi ghế lớn này luôn đi. Không ngồi đây hả? Nè của tôi, này của tôi. Nhìn ông nội. Ừ, giữ luôn. Khoái khoái. Đây là bít đây ha. 4 tuổi là đúng là teenager rồi đó. Teenager này. Năm ngoái cũng là teenager rồi. Đang đứng cao bằng ông nội rồi. Đúng không? Bà đâu gì ba? Bao nước lạnh rồi. Bao nước lạnh. Mình lấy nước trong cổ trong ra mình uống đi. Hấp dẫn quá cái tô mà uống rượu đế. Rồi ai uống gì thì mẹ uống ở đó. Em tắt này chạy. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Ai uống gì mẹ uống ở đó thôi. Vậy mà. Có ông Lộc em muốn gì? Em muốn nước lạnh, em muốn bia luôn. Bà đang không đi bộ, bà đã già nhà mũi. Bỏ ra đi, mua bỏ ra đi. Không, tại vì đang không có chè cho nên ăn ba cục đi chứ. Bây giờ không có chè, mình phải ăn thêm bún. Ok, bỏ bún thôi. Mỗi người cục bún đi. Cho Hiếu thêm cục bún đi luôn con nghe. Cục bự đi. Cục bự luôn. Còn hai con nhóc kia chơi phải không? Nhóc kia chơi. Rồi ba anh. Rồi vô năm ly chúc mừng. Rồi vô mà chơi. Để cho bà bảo lộc bảo phải nói mấy lời. Thời ra để ngồi đã đâu. Khoan để đi. Khoan lộc để ngồi hết đi. Út lo lại. Ok, đứng dậy nói coi. This is my 14th birthday. Thank you everyone. Người đang ngoài. Tới người, từng người đang ngoài. Ông bà nội. Ông bà nội. Ở here. Ở ba mẹ. Ước hoan chú bảo. And? And
Hiểu. Chú Lộc cũng luôn cảm ơn con. Con quay vòng hết cả. Cả nhà cảm ơn Benjamin. Rồi con nghe. Benjamin. Cảm ơn là con nhé. Benjamin. Ok. Ba mẹ ơi. Ba mẹ ơi. Nói bà mẹ không? Bảo. Cảm ơn Bảo. Happy birthday Bảo. Happy birthday Gia Bảo. Nói tiếng dân tộc đó. Tôi về mà nó kêu tôi ông nôi. Nó bỏ nôi lâu rồi. Ông nôi mà nôi. Nó đọc tiếng Việt được. Nó biết cỡ. Tiếng Việt nhiều chứ. Đi nhà hàng nó đọc tiếng Việt được. Nó bắt cỡ, nó không nói. Nó nguội ăn. Rồi, mời. Rồi, xin mời cả nhà. Mời với mẹ cùng nhau ly nha. Ok. Rồi cháu nội từ bình tuổi ha. Từ hai đứa bé này nè mà ra biết bao nhiêu đứa bé. Bây giờ bữa ăn ăn khai mình có 4 đứa con nè bà. 4 đứa con. Cũng như cháu nội ngoại. Rồi ba cháu cố à? Ba cháu cố. Trời ơi, chỉ hai người thôi mà tạo sự nghiệp quá trời. Tạo sự nghiệp quá trời luôn. Ok rồi. Rồi mời gia đình ơi, gia đình bác hai không là bao nhiêu người rồi ha. Bắt đầu đi. Bác hai thôi. Gia đình năm là 5 đứa con, 3 đứa cháu là 8 rồi. Gia đình nó 8 rồi. Ăn thử món gỏi của con Nga nha. Sư phụ là tôi lọc đó. Có này hình như là ở đời ai á, ở đời của chị của anh chị của anh chị cái bò bữa chị anh chị làm mất mỗi rồi, chỉ làm thịt bò đó, chỉ có bỏ thêm bò gai đó, với lại thân á, đúng rồi, thịt bò có màu thính thân thính, à, thính mẹ đã lấy bò ra là mới nhớ là phải để làm mẹ ừ. Đúng rồi, cái này được không? Ăn ngon. Vừa ăn ngon nó khỏi phần nước mắm. Mời nha, vô đi, vô. Vô uống nước. Rồi, mời. Vô, ngoại con mình, ông ngoại uống rượu, mình uống bia. Ông ngoại uống rượu trắng, ông ngoại uống rượu trù trắng. Rồi, vô nha. Bánh đâu? Đẹp đây. 14 hả? 14 hả? Một cái màu xanh, 4 cái màu đỏ. Nổi không? Rồi bánh này để cái hũ bấm tôm. Trời thấy ghê quá. Đây. Nè, bà bò đây nè, giúp hai em, giúp hai bên. Ủa nhưng mà có thổi không? Thổi hay lấy máy? Thổi lấy máy. Lấy máy thổi. Lấy đi test coronavirus chưa con? Thôi con phải đi lấy cái máy gì đó. Máy sấy hả? Máy sấy đi. Thôi mất đây người ta phải thổi. Phải thổi chứ. Anh kia. Qua kia con quay bảo anh kia đi bảo. Happy birthday to you. Happy birthday dear Benji. Happy birthday to you. Wish. Cái tóc con Minh lên. Ok, đưa cái dao cho Bảo đi, bỏ cách đi. Bé Linh ăn gì đó? Bé Trứng ăn gì á? Hả? Lasagna. À lasagna, ngon không con? Cái gì? Sao bắt được? Minh ăn gì? Lasagna bắt. Minh ăn gì? Cơm thịt kho trứng hả?
Mình ăn cơm hả con? Cơm với thịt kho trứng hả? Làm nhiệm vụ cao cả hả? Thôi coi nhiều chén không? Cái gì? Ăn đâu có nhiều đâu. Kinh nghiệm mười mấy năm trong nghề, ở nhà ai mà cần lại gì rửa chén đó, có gì liên lạc 1-800 bảo lộc nha. Vui thì rửa sạch, còn buồn đập bể hết. Nói làm ta sợ bà. Đây là xa nhà nè. Ủa sao ông ở ngoài không ăn bánh vậy? Ở trên bàn kìa. Cái này ở Costco nó một mâm nó bự vậy đó. Nữa không? Nữa hả? Có người quay lén không ba mẹ nè. Trời tình quá. Gì cũng chung hết đó, ăn bánh cũng có nghĩa anh Trung có đặt ở trung tâm, uống cà phê cũng ăn uống chung. Gì cũng chung thì còn nước mình. Thôi đâu coi. Bự hơn mình chút. Bự hơn. Bự hơn 6-7 ngàn nữa. Wow. Cái khóa. Cái khóa hả? Dạ đó. Ờ, sao lắm. Kìa, cái kỳ. Cái tủ rồi, cái khóa, đúng không? Rồi, dễ hay quá. Có chìa khóa dễ gì vậy? Cái key hả? Cái key gì mộ vậy? Người dễ ống quá, người dễ lấy như chìa khóa hả? Ủa, luôn để cái chơi này luôn. Ông biết cái bà ông hả? Thật ra ông không lo đông đá, chúc mừng anh. Cái nhà mình ít ăn gạo. 2 tháng mà ăn có 30 bao. Đúng rồi. Một buổi vậy người ăn chừng chén cơm, 2 tháng cơm hết. Thì đó kỳ của ông bà đó. Chỉ kể đó, hai ông bà già 82 tuổi mà giác 5 bao gạo, mỗi bao 50 thao. Đem lên xe em chở đi về, mua về mà không biết ai ăn mà giữ. Chắc ăn suốt đời không hết. Giờ nhiều quá trời nhiều. Nhiều lắm. 50 bao. 5 bao mà mỗi bao 50 thao. 250 bao, hai ông bà già. Mỗi bộ nhà đông lắm, không có hai vợ chồng. Tâm lý bị nam, bị chiến tranh, bị người rồi sợ. Thì nó gây cứ nghĩ thôi, bây giờ thì thà mua, nếu mà lỡ có hư, có lỡ có hư cũng không sao, thà thiếu dư hơn thiếu. À. Không, nhiều khi mấy gạo nó về ATM xì Việt Nam hết trơn. Giác về mắc hơn tiền gạo. Chứ sợ đó rồi đi vô cái mua. Xong mới đi ra cái đi vô cái mua rồi đi ra cái mua. Ở đây thêm một tủ lạnh. Hai cái mua thôi. Vẫn còn ý chàng. Cái đầu 2 tháng sau bà bắt ăn thịt chết. Không mà nhờ có tủ lạnh nó đỡ. 2 tháng sau là lâu. Anh phải ăn hết thịt em nha. Nhiều thịt lắm anh phải ăn hết để mua thịt mới nha. Ăn chay chứ đâu có sao đâu. Giống như bác sĩ của ông nội đó.
bác sĩ ông nội nói con làm tiếng Việt lắm á, con làm tiếng Việt lắm á, giờ là bác hả con mắt ra. Hả con mắt ra. Bây giờ nhiều khi tụi nó tiếng Việt đó, mình cười nó ra, biết nó không dám nói. Dạ đúng. Rồi tự nhiên nó không nói. Nhưng mà mình thấy cười thiệt. Dạ. Bé này thằng này nó không ăn gì trong nhà thờ. Ờ. Mình cười có thể nhiên. Dưới cũng dài lắm, dưới kia quá giỏi rồi. Dạ, nó học cũng nhiều. Bây giờ nó, tụi nó nói mình ráng, mình đừng có ráng, mình đừng có cười. Để cho tụi nó ráng, nó nói chuyện. Dạ đây. Thì tình nó nói nhiều khi đó, như bảo mình thấy không? Rồi bữa nay nó là sinh nhật lần thứ 14 của thằng cháu nội, con của Bảo Luân. Ba mẹ nó là chở nó xuống dưới nhà này, chơi dưới này không dám đi đâu hết. Ở nhà mấy tháng nay rồi, thành ra ba mẹ nó chở nó xuống đây ăn sinh nhật. Chứ đúng ra là cả nhà phải lên trên nhà của nó. Nó xuống đây thôi cũng vui, rồi cũng họp mặt rồi cái nọ. Ngày sinh nhật 14 cũng là bắt đầu lớn rồi. Đó, cháu nội thấy lớn rồi mình thấy không biết mình có già không nữa. Đâu Bảo Luân lại đứng kế ông nội coi ai già hơn ai. Không biết ai anh em. Mặt nát chưa? Giống anh em vậy anh em. Ai anh em? Anh sao? Anh sao? Luân ơi Luân, thua rồi. Nhìn đây là nhìn là thấy. Tao Luân bước vô cái cho bạn rồi. Giờ coi nhìn màn hình nè. Thấy không? Thấy không? Đây vô màn hình nè. Nhìn màn hình nè. Dạ mà bây giờ cái màn hình thôi. Chỉ vô đi giờ ông dính tóc xuống. Con coi trai với con người nào trẻ hơn? Đây là Bảo Luân là anh của Loan. Con mang ở đây mặt chuyện nè. Con nó có quyền ở Việt Nam. Còn đây có ai với mẹ nó ai già hơn nè. Rồi còn một đứa con gái, ở Việt Nam là Tú Quyên. Đó, ở đây thì có hai đứa, Bảo Luân với Hồng Loan. Bữa nay là sinh nhật của thằng Bảo, là con trai lớn của Bảo Luân. Là Gia Bảo đó, tên Mỹ nó là Benjamin. Hôm nay 14 tuổi rồi, bắt đầu lớn rồi. Hai vợ chồng của Bảo Quốc cũng rất là vui. Thì con cái nó lớn mà nó vẫn còn ngoan được là mình vui rồi. Mặc dù tiếng Việt nó nói là chút nhiều. Cảm ơn bà nội mà nói tiếng Việt. Nó kêu tôi bằng ông nôi mà tôi ráng tôi nhận tôi cũng dám cười. Rồi phải nó quất thêm cái bà nôi nữa. Cảm ơn ông nôi bà nội. Tôi sợ nó kêu hai ông bà thôi nôi. Mừng lễ thôn nôi. Hôm nay bớt đê cho cháu nội 14 tuổi mà nhìn bà ngoại kìa. Đi lại đi, ngoại đi. Ngay như 14 tuổi vậy đó. Ai em, chị ai em. Trời ơi, bự quá rồi. Chết rồi em ơi. Chịu nổi áo thường để máy gì nữa mình. Lo như là nghe bị thua rồi. Hôm nay là ông bà nội trẻ nhất nhà đó. Cháu nội 14 tuổi mà. Ông nội bà nội. Bà nội là 14 tuổi. Bà nội bà nội trẻ đi ha. Tiên đó, chơi áo màu hồng ra chơi lại. Áo màu hồng quá, chịu nổi. Trời ơi, áo đậm quá, chừng mà 2 tháng nay đâu được mặc đâu. Nay mới có cái sinh nhật cháu nội ra mới diện áo lên đây chứ. Mua một đống áo đầm để không được nhịp mặt. Nãy trên lầu vừa bước xuống cây bà ngoại đứng lên, bà ngoại nói: "Nè hôm nay mẹ diện này đẹp không? Trời ơi nó hồn." Tưởng xin đi. Chắc hôm nay chia sẻ với lại mọi người cái sinh hoạt của gia đình, cái ngày birthday của cháu của Hồng Loan 14 tuổi. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình, đã chia sẻ với gia đình ha. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và điều quan trọng nhất là thật nhiều sức khỏe. Khé gia đình lúc nào cũng đầy tiếng cười. Ba hai ông ngoại qua, qua bên ông ngoại ba chung đi. Gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hả? Là nhiều sức khỏe, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Bye. Bye, hẹn gặp lại. Đừng có làm gì đó, làm cái trái tim rồi sao? Không có làm gì đi. Thôi thả vô, thả tim. Thả tim. Giống như lì xì giống. Lúc Tết mà gặp mình nói thả tim, cái mấy tụi Mỹ nó bu lên, nó hỏi nữa tụi bay làm. Là gì vậy? Nó hỏi là gì vậy chị? Mỹ nó vậy là kêu đưa tiền. Đó nó tưởng là đòi tiền, ở nhà đưa Việt Nam là tim, thả tim.
Nói cái này gì vậy, nó phóng tay.